nữ hoàng nội y Ngọc Trinh ngoài việc rất phong lưu thì còn được biết đến là một cô gái rất hiếu thảo. Đặc biệt, cô nàng có mối quan hệ vô cùng tốt đẹp với chị gái tên là Ngọc Bích. Cả hai có ngoại hình hao hao giống nhau với làn da trắng không tì vết. Ngọc Trinh và chị gái Ngọc Bích. Ngọc Bích từng kết hôn với ca sĩ Akoli và có hai con nhưng đã chính thức ly hôn vào giữa năm 2016. Sau đó, chị gái của Ngọc Trinh đã kết hôn với ca sĩ Tiêu Quang thành viên nhóm nhạc Boy vào tháng 10 năm 2018. Hiện tại, Ngọc Bích đang mang bầu lần ba ở những tháng cuối thai kỳ. Mới đây nhất, Ngọc Bích và chồng đã tổ chức bữa tiệc kỷ niệm một năm ngày cưới vô cùng hoành tráng. Kết thúc tiệc, cả nhóm lại còn đi hát và cô đã rất vui. Chia sẻ trên trang cá nhân, chị gái Ngọc Trinh viết, cảm ơn tất cả có mặt ngày hôm nay đã đến thông thường vui với hậu phi chồng mình nha. Yêu các người chơi nhiều lắm nè. Trong bữa tiệc này, Ngọc Trinh không có mặt gì còn bận dự show thời trang của nhà thiết kế Thanh Hòa được tổ chức ở Sa Pa. Bữa tiệc hoành tráng kỷ niệm một năm ngày cưới. Và ngoài việc để ý đến tình cảm mặn nồng của hậu phi chồng chị gái Ngọc Trinh sau một năm kết hôn thì dân tình còn vô cùng trầm trồ, thán phục trước nhan sắc vô cùng đáng yêu của cô dù đang mang thai ở tháng cuối. Có thể thấy, Ngọc Bích không bị tăng cân quá nhiều nên gương mặt không hề bị phá nét. Ngọc Bích vẫn vô cùng đáng yêu dù đang mang thai tháng cuối.